Chào cô chú, chào quý anh chị em ha. Mình là Khoa Nhà đất Tiền Giang chuyên khu vực Tân Phú Đông. Thì hôm nay Khoa đang có mặt tại cái thửa đất này thì khoảng 400 mét vuông nha cô chú anh chị. Với mặt tiền ngang tiếp giáp đường từ trụ ranh ha. Chạy ngang qua tới phía mấy chiếc xe của Khoa là 15 mét. Chạy sâu vô thì trụ ranh đuôi cũng có ha. Là 26.3.4 mét đó cô chú anh chị. Diện tích gần 400 mét vuông ha. Ở đây thì nền cao sẵn luôn nha cô chú anh chị thấy ha. Mình thì bằng mặt đường rồi. Thì ở đây xung quanh thì vườn dừa ha, rất là mát mẻ luôn. Vườn dừa cô chú anh chị thấy ha, sai trái dữ lắm luôn. Đây thì mình gần sông gần rạch. Khu vực này nước ngọt thích hợp cho cô chú anh chị mình về đây mình trồng cây ăn trái. Trồng dừa, mình làm nhà vườn nghỉ dưỡng. Quý anh chị có thể thiết kế cái lô đất này để mình làm cái nhà vườn ha. Ví dụ như quý anh chị bỏ khoảng chừng 7-8 mét để quý anh chị làm với căn nhà. Sau mình còn khoảng 7-8 mét thì mình làm một cái khoảng vườn để trồng cây ăn trái, trồng cây kiểng vô ha. Hoặc làm sân đậu ô tô. Thì đường này là đường công cộng 4 mét nha cô chú anh chị. Đường công cộng 4 mét, đan thì cán 3 mét rưỡi ha. Rất là rộng rãi luôn. Cô chú anh chị có thể đi ô tô 16 chỗ, xe 7 chỗ, xe tải 3 tấn rưỡi mình có thể vô tới đất được ha cô chú anh chị. Trước đất thì cũng có hệ thống đèn đường thắp sáng đây ha. Thì giá của lô đất này chỉ có 360 triệu thôi nha cô chú anh chị. Mình có được mặt tiền ngang là 15 mét, chạy dài là 26 mét. Thổ cư thì cô chú anh chị thì có được 100 mét vuông thổ cư ha. Sổ hồng riêng chuyển nhượng cho cô chú anh chị luôn nha. Giá bán chỉ có 360 triệu thôi cô chú anh chị. Xung quanh thì phía sau đất của mình thì có nhà dân liền kề luôn ha. Tuyến đường này thì đi thông ra ngoài nhà dân rất là đông đúc. Bên ngoài trước mình thì có một cái con mương ha. Mương này thì mương của ranh đất mé bên đây. Thì cũng rất là thoáng mát ha. Ở đây thì đa phần thì mương liếp này nọ thì thông với rạch ra ngoài sông hết ha. Bởi nhà nước phù sa này kia nọ đầy đủ hết. Ở đây thì đường điện đầy đủ ha. Đường ống nước thì đây chính là đường nước công cộng của mình ha. Đang cặp kéo dài vô tất cả các hộ dân ở trên tuyến đường này. Thì bây giờ ở đâu điện nước cũng kéo đến cho cô chú anh chị yên tâm ha. Trên đất mình sạch, không có màu mã hay là xung quanh cũng không có luôn nha cô chú anh chị. Xung quanh thì vườn dừa mát mẻ. Cô chú anh chị thấy ha, dừa ở đây cây nào cây nấy rất là sai trái ha. Tại khu vực mình nước ngọt á cô chú anh chị. Gần sông ngòi nữa. Thì vị trí đất của mình cách tỉnh lộ 87B khoảng 600 mét ha. Cách bến phà Bình Ninh tầm khoảng 1 km thì mình ra bến phà Bình Ninh. Là mình đi qua phà thì mình đụng huyện Chợ Gạo của tỉnh Tiền Giang ha. Mình đi thêm 16 km nữa. Mình đi thêm 16 km nữa là mình đụng thành phố Mỹ Tho. Thì từ thành phố Mỹ Tho mình đi Trung Lương, ra Trung Lương rồi mình đi về Sài Gòn thêm khoảng 50 km nữa ha. Tuyến đường đi thuận tiện luôn. Con đường này thì cũng thông đó cô chú anh chị. Đường này thông ra tới ngoài ngoài kia lộ D. Lộ D mình cũng đi thẳng lên trên phà Bình Ninh cũng được. Đi tuyến nào cũng ra được tỉnh lộ 80B và ra đường thông hết ha. Thì địa chỉ đất của mình ở đây thì thuộc xã Tân Thới, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang. Mình cách thành phố Mỹ Tho là 18 km. Mình cách thị xã Gò Công là 30 km. Mình cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 75 km ha. Đây nhà dân tuyến đường hai bên cặp rất là đông đúc luôn. Đường này cũng hiện hữu nhiều năm cho nên nhà dân mọc hai bên đường rất là nhiều. Đất mình ở đây thì quay về hướng Tây nha cô chú anh chị. Rồi cô chú anh chị nếu mà quan tâm tìm hiểu cái thửa đất này thì cứ liên hệ cho Khoa ha. Số điện thoại của Khoa là 0334447430. Quý anh chị có thể kết bạn trực tiếp hoặc là kết bạn Zalo trực tiếp hoặc là quý anh chị có thể gọi số đó.
hoặc là Khoa còn thêm một cái số mobi nữa ha, là số 0766 450076. Thì số mobi thì Khoa không có Zalo nha cô chú anh chị, nhưng quý anh chị nếu mà muốn gọi mobi cho nó tiện lại cái gói cước của anh chị thì có thể gọi số đó. Còn số Viettel thì Khoa có sử dụng Zalo nha. Ranh của mình thì có bờ lưới rào hết rồi, ranh đuôi cũng có, bên đây thì ranh cuối đất cũng có nè ha, chạy thẳng ra luôn. Thì đầu đuôi thì đúng 15m ha, chiều dài thì hơn 26m chút xíu, gần 400m vuông, có 100m vuông thổ cư, bao ra sổ hồng riêng cho cô chú anh chị luôn. Với giá là 360 triệu thì không có phát sinh chi phí gì nữa ha. Ở đây thích hợp cho cô chú anh chị mình về đây mình nghỉ dưỡng, mình đầu tư cái thửa đất này cũng rẻ, rất là rẻ luôn. Theo kinh nghiệm của Khoa thì thửa đất này rất là rẻ, quý chị có thể mua để mà mình cắt ra 2-3 nền để mà mình cho gia đình ở, hoặc là mình đầu tư để mình sinh lời cũng được ha. Rồi quan tâm thì liên hệ cho em ha. Và kết thúc video đây nha. Cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều.